Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, toàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương. Lực lượng chức năng đã tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến, kiềm chế tai nạn giao thông và không để xảy ra ùn tắc. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 3 ngày nghỉ lễ, qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện và xử lý 75 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 145 triệu đồng, giữ 26 phương tiện, tước 10 giấy phép lái xe các loại, đường sắt không xảy ra tai nạn. Đường thủy đã kiểm tra phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm, phạt tiền 77 triệu đồng. Các lực lượng cảnh sát giao thông hoạt động tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, thực hiện nghiêm túc chế độ trực tuần tra kiểm soát, báo cáo tình hình kịp thời trong đợt cao điểm nghỉ Tết.